này mà nè, phối hợp nhịp nhàng 4-3-3, ban mặt tặng gôn. Ban mặt tặng gôn luôn à, tiền nó tặng đúng gôn luôn. Leo Messi, ôi vô luôn nè, ôi Leo Messi. Hai đứa sẽ là cùng năm à, đâu mọi đang uống nước dưỡng ai, cái nào ngon thì con không thể ăn được đấy. Leo Messi, cuối cùng em đây sẽ trải nghiệm team Paris Saint-Germain có 100 tỷ à, nhưng mà full cộng 5. Full cộng 5 có không cái con cộng 8 nữa nè. 100 tỷ mà có cộng 5 cộng 8 đỉnh ha. ST sẽ là con hàng Kylian Mbappé 21 UCL, tốc độ tăng tốc 130 luôn. Bọn chạy nhanh như vậy. Tăng tốc 130, tốc độ 126, xuất xoáy 124, huấn luyện kỹ năng gắn cái chuông với lại cái mỏ neo đẹp luôn. Rê bóng 130. Team này thì quá ok chứ ha. Giá nó bao nhiêu? Giá hiện tại hai mấy tỷ à. Chỉ Stone West 21 được rồi. Neymar với Messi cặp hai anh chàng RFLF nha, tôi đã RFLF. Neymar Messi. Neymar BTB cộng 5 thôi. 128 tốc độ. Tăng tốc độ 123, Messi tăng tốc 124. Dứt điểm 125. Tiền dài xuất xoáy. Ồ đẹp quá vậy ha. Messi này gắn cho cái chuông nè. Con cho bạn này bạn không luôn kỹ năng ít cho nên là gắn đỡ con trâu á. Giá của hàng này cũng rẻ mà có 32 tỷ, Neymar 32 tỷ à. Messi 16 tỷ. Cặp CM3, bộ 3 CM sẽ là Danilo Pereira, Roberto Sanchez và Angel Di Maria. Di Maria này đá CM cũng được, cho đá để cái gì đi. Di Maria giữ số đề cao lắm, xoáy tầm 121 này, số của Di Maria BTB cũng 5. Ghê ngon nhớ ha. Tính ra team này cũng chuẩn AI luôn á nhá, chuẩn meta, chuẩn meta luôn nhá. Giá là của Di Maria 11 tỷ à. Còn Danilo Pereira 15 tỷ. Renato Sanchez MC cộng 8 mà tốc độ 123 này đá CM cũng ngon à, CM 118 à, xuất xa luôn, chỉ sợ cũng ngon chứ. Lực xuống xuất xa có, truyền ngắn có, xuất sấy hơi thấp thì chắc xuất gần luôn. 4-3-3 này tôi sẽ làm cho anh em bộ khung là anh em sẽ đi tấn công theo kiểu là mình sẽ xâm nhập cấm. Tại này tôi có tới 2 ông CF nữa. Cặp CB sẽ là Kimpembe và Marquinhos cộng 5 thôi, 21CL với Kimpembe World Cup. Bộ đôi này thì cũng nhìn cũng rất là ổn áp. Cái điều mắc khi nhốt hơi chậm, hơi lùng với 83 thì nghe hơi thấp. Nhưng mà gắn cái chỉ số ẩn mình ra huấn luyện viên mình gắn bên trâu rồi. Thomas Munier thông với lại Nuno Mendes, họ mình cánh nè, cặp hội cánh lưng cao luôn nha. 100 tỷ là hội cánh lưng cao. GK Donnarumma. Donnarumma. Donnarumma 21 CL luôn ạ. Có đấm bóng đối mặt, thủ môn quét vài bóng một nhiều quá vậy. 4-3-3 này thì anh em chọn huấn luyện viên kỹ năng. 4-3-3 cho cái truyền chính xác, tốc độ truyền cũng được luôn nè. Truyền chính xác, sút chính xác không? Sút chính xác không? Sút chính xác, truyền xác nè, Gary O'Neil. Gary O'Neil 4-3-3 đẹp luôn á. Đội này là truyền tới tận gôn nè, truyền tới tận gôn. 100 tỷ à. Chứ đội này thì 4-3-3 này sẽ là đội hình phản công cũng hơi nhanh. 157 ấy. Truyền sẽ là truyền cũng vừa vừa ra 42 có thể ngắn á. Còn chiếc xe tổ chức này mình phản công cũng hơi chậm, là phản công cũng nhanh nhưng mà không đến độ nhanh quá. Tại 3 CM mà liên kết với lại ông hai ông CF á thì đôi khi nếu anh em phản công nhanh quá hay bị đứt đường kết lắm. Truyền bóng thì mình sẽ đá xanh vòng cấm là 73, tạt bóng thấp là 63, sút trong vòng cấm khoảng 42 40 39 này, sút bình thường có thể trong vòng cấm thì sút xa. Đội anh này mình sẽ ưu tiên khả năng truyền vô vòng cấm nhiều hơn, hoặc sút xa hoặc là có thể ra cánh mình truyền từ từ vô. Đội anh chú ý đội anh này truyền 4-3-3 tiki taka luôn hết chứ. Phòng ngự thì mình sẽ là gây áp lực pressing mình cao sẽ dễ bị thua lắm. Đội này anh em cho clear hình giãn ra tí xíu để phòng ngự tốt hơn. Đội thủ tự do đây chiến thuật đội nha, chiến thuật đơn với từng cầu thủ thì với Mbappé em sẽ để công 3 thủ môn AR1 SR1 nha, sẽ nó chạy chỗ Mbappé là phải chạy chỗ để có thể ghi bàn, để có thể đối mặt thủ môn Mbappé chuyên gia ghi bàn của Paris Saint-Germain rồi. Cặp CF thì mình sẽ để là công 2 thủ 2 đi, công 2 thủ 2 thôi. Đội này phải lui về AR1 sẽ nát thôi, sẽ nát thôi nha, đừng có chạy chỗ sẽ nát thôi. Tại vì để hỗ trợ cho em Mbappé á, hai ông này ông mà chạy chỗ nữa thì ông chạy ông bỏ em Mbappé luôn khỏi đá luôn á. Team Paris Saint-Germain là phải như vậy, phải hỗ trợ cho tiền đạo thì mới đá được, nó dễ dàng nha. Bộ 3 CM thì mình sẽ để tấn công tham gia tấn công hết nha, ba người bắt buộc tham gia tấn công. Công 2 thủ 2 thôi, công 2 thủ 2 tham gia tấn công. Ba ông này sẽ ghi bàn nhiều, sẽ lên hỗ trợ để ghi bàn có thể xuất xa đôi khi mình dứt đê ra ngoài. Còn bộ 4 của hậu vệ thì mình sẽ để hai hậu vệ cánh sẽ là công 2 thủ 3 tấn công bàn nè, hai CB là công 1 thủ 3. Okay, được. Lâu lâu tôi dứt điểm tù rồi. Đúng rồi, tôi tại chân trái 4 á, tôi FA 55 một phạm. Mà bây giờ tôi FA được chỉ số hơi thấp. L
đội này phải truyền xâm ngầm cấm ra, truyền ở ngoài thì không ngon, truyền xâm ngầm cấm thẳng luôn. Danilo Renato Sanchez, trời 60% ghi bàn góc luôn à. Renato Sanchez này ngon à, đây là cũng là gọi là tài năng trẻ của Bồ Đào Nha một thời á. Đội này phải để con hai tại cái tá hai xét. Lỡ có ngày chạy thì không gì còn. Vui mừng cũng bàn. Mà à, Danilo Pereira. Phối hợp nhịp nhàng luôn chứ, này mà nữa hả? Phối hợp nhịp nhàng 4-3, ban mặt tặng gôn. Ban mặt tặng gôn luôn à, truyền nó tặng thủ môn luôn. Bộ 3 Mbappé, Neymar, Messi mà đặt bộ 3 người ta. Messi, Mbappé, Messi, Neymar, Mbappé. Messi, Mbappé, nghe cái đẹp lắm. Mai bắp bê ngon ha, phải chiên á. Paris Saint-Germain mà đá như Thành Hòa là vô địch tới gì luôn á ha. Trời ơi, họ vô luôn hả? Vô, trời ơi, chân trái họ vô nè. Renato Sanchez này kìa, trời ông Hoàng điểm bóng luôn hả, thánh cơ hội luôn, chọn chí ghê hay thiệt. Ồ, Renato Sanchez chọn chí hay quá ta, chất lượng đến được không chọn chí. Hay quá vậy anh em, đi Maria. Đồ đi Maria, đá y chang đi Maria ngoài đời luôn á. Pha rời bóng quen thuộc. Cái chân trái thần kỳ. 4-3-3, Tiki Taka truyền tới tận luôn. CM LF RF ST chọn chỉ hợp lý quá, không trùng nhau. Họ nó sọt thẳng bay luôn ta. Sọt thẳng bay không suy nghĩ luôn. Team mình có 100 tỷ mà anh em khó quá vậy, trời. Chiếm chọn luôn ta, nó bụp luôn à, chiếm luôn ngay từ lần gặp đầu tiên. Hay quá ta, Kylian Mbappé bỏ ao luôn hả, trời ơi, vô với banh ao luôn ta. Mở nhạc kêu kêu hả, mở nhạc kêu kêu anh em tự mở anh em nghe. Vô coi live stream mình nghe nhạc quá. Neymar được luôn ha, Neymar BTV cũng 5 thôi, vẫn chất lượng ha. 4-3-3, ban mật nhịp nhàng luôn. Cũng như cộng đồng cảm cảm xúc của anh em. Còn con khác thì toàn đại gia nào mang 3-4 vòng vô nào. Mở ra mấy cái hàng ngon, trả lý thí gì nào. Xúc vậy đó nha. Xúc là vậy đó. Ôi vô ra một đều ra. Hồi nãy tôi đá sơ đồ 7 á, thì ban đầu á, để chứ đỡ mặc định thôi, không có chạy chỗ. Hay đá sơ đồ 7 mà anh em chỉnh sẽ nắp rồi em chạy được. Để mặc định hết. Thì cũng phải quá vậy, kèm cái mà, cho tiền cái được không? 4-3 mà cho tôi tiền nhá. Thomas Meunier, hậu vệ cánh cũng có thể ghi bàn. Hậu vệ cánh cũng có thể ghi bàn luôn, 4-3 này là vậy đó. Tất cả mọi người đều có thể tấn công. Giặt đến nhà thì đàn bà cũng đánh mà. Đội hôm nay là anh vậy đó. Khi đội bóng tấn công thì kể cả hậu vệ cũng phải là người biết gì vậy. Hello anh Huy nha, hello anh. Thôi đó tiếng Việt vậy. Trong tay bị gì ta, trời trời. Ây, chọn này đá có chịu vậy, hai đều luôn hả? Trời ơi, đá căng ta. Mua tài hả? À. Tại nhau năm này thủ hay á, này thủ có chịu ta, mấy cái banh mình lên đè đè luôn. Này Neymar. Và về bóng đẳng cấp Neymar luôn. Nuno Mendes hậu về cánh ghi bàn không vậy? Chờ đội bóng hậu về cánh cũng phải biết ghi bàn. Khi tiền đạo không có ngồi ra thì 4-3-3 này hậu về cánh cũng ghi bàn. Tầm khoảng giá càng thấp càng tốt, tầm khoảng 100-200 tỷ mà anh em build được cái cây đẹp rồi. Cây đẹp hồi chuẩn AI. Chúng AI là mà chúng mấy con mùa mới á, hoặc là anh em phải đẹp chứ mấy build mấy cái cầu thủ mà
tù thì tết mấy bạn họ xem họ đâu build được đâu. Còn em muốn biết chủng AI con nào ngon này, nên có phần chế hạt của mình á. Lionel Messi cuối cùng là cũng được vàng 4-3, bay một tận gôn, bay một tận gôn luôn ha. Lionel Messi khi mà tôi chế hạt á, tôi cho em những cái cầu thủ mà họ chủng AI chủng meta đó, tôi bấm những cầu thủ chủng thôi. Team này 100 tỷ tính ra đẹp luôn nha, vừa đẹp vừa chủng Messi BTB với lại Neymar BTB ngon. Mai tôi sẽ test team Real với Inter. Real tầm khoảng 100 tỷ đến 200 à. Tôi có mấy bạn gửi thì sao? Anh em nào có Real 100 đến 200 tỷ em có thể gửi. Gửi chứ ảnh đổi nha, đừng gửi à. Từ từ nha. Không có gì. Messi Real ghi bóng gôn ra nữa kìa. Anh kiếm chứng gôn ra ta 4-3 này á, những cái truyền của Real cấm rồi chứ. Anh bóng gôn ra làm gì đâu. Messi Real là nó chịu ha. Lên hơn Messi. Messi hàm mốt UCL hả? Ủa, nãy là tưởng Messi cáp. Messi hàm mốt UCL. Vô Messi. Ôi vô luôn nè. Ôi lưu nè Messi. Hai món sơ là cũng năm à. Trời ơi vô luôn, chấm hỏi à. Chấm hỏi Messi kìa. À. Lưu nè Messi. What? Ngon chút chứ banh đẳng cấp thì. Ơi, Ben à. Trời ơi. Phải con trai, phải anh em trai đó coi, em trai đó coi. Trời ơi, pha đi đỏ ta. Pha bên đi ta. Góc này nè, tôi sẽ bày lên các góc bên nữa để dính luôn nha. Rồi trên trái à. Rồi dính phải ta. Siêu à. Kinh. Messi hay CR7 sẽ win đây. Trận đấu giữa Messi và CR7 mà. Ông kia tên Rian, Rian Paris Saint-Germain. Ừ Messi nè, Lionel Messi. Thằng chỉnh cái môn, người ta chỉnh cái môn ghê quá vậy. Chỉnh kinh quá ta, Messi, tốc độ. Tốc độ của Messi, chị ghê ha. What? Tốc độ Messi. Thằng chỉnh cái môn nữa, gà cần quá vậy. Biết mình xuất ra luôn. Mọi người bê luôn nè. Cụ ba, Messi Mbappé. Quá tài, em ơi, chọn chí hay à. Trời. Ôi vô luôn hả vậy? Ôi Mbappé xuất ra vô luôn hả? Ôi, ôi hay quá vậy. Cái bàn xuất vô bất ngờ à? À con chụp chặt à. Và đừng quên đó lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.